Với trường hợp câu hỏi của bạn thì chúng tôi cũng phân định ra mấy cái bạn đưa bạn muốn hỏi. Thứ nhất là trường hợp của bạn mặc dù khối u nó xâm lấn thần kinh quạt ngược rồi, chúng tôi đã xếp bạn là T4A. Tuy nhiên có di căn hạch hay không di căn hạch mà chưa có di căn xa thì tất họ xếp theo cái hiệp hội ung thư tuyến giáp trên thế giới, nó vẫn là xếp loại giai đoạn 1 và bệnh của bạn có thể hoàn toàn điều trị được. Đấy, về trường hợp về tiên lượng bệnh là điều trị tốt. Với trường hợp bạn hỏi thứ hai là về điều trị iốt phóng xạ thì sẽ gây một số cái tác dụng không muốn như là khô miệng hoặc là có thể mệt mỏi. Tuy nhiên những cái tác dụng này nó cũng ít xảy ra và xảy ra không thường xuyên, và khi mà xảy ra thì nó cũng mức độ nhẹ nên là cũng không ảnh hưởng đến gì đến cuộc sống của bạn cả. Ý thứ ba bạn muốn hỏi về cắt toàn bộ tuyến giáp có nguy cơ cao hơn so với cắt một tùy hay không, thì đối với phẫu thuật mổ cắt toàn bộ tuyến giáp thì yếu tố nguy cơ nó sẽ cao hơn cắt một tùy tuyến giáp. Ví dụ như là bạn có thể nguy cơ gặp là tê bì tay chân, có thể khàn tiếng hoặc là suy giáp sau mổ. Tuy nhiên tất cả những cái điều kiện mà nó bị ảnh hưởng này thì chúng tôi có thể kiểm soát được, đặc biệt là đối với trình độ phẫu thuật viên. Khi mà trình độ phẫu thuật viên càng cao mà có nhiều năm kinh nghiệm thì tất cả những cái tai biến biến chứng xảy ra trong quá trình phẫu thuật nó sẽ giảm đi. Đấy, nó phụ thuộc vào giai đoạn bệnh cũng vậy, tùy từng cái chỉ định của bệnh nhân. Ví dụ khối u xâm lấn và di căn hạch nhiều, chúng tôi sẽ phẫu thuật rộng thì cái tỷ lệ và cái tai biến nó sẽ xảy ra cao hơn. Và bạn có hỏi là cái điều trị iốt phóng xạ thì có gây ra cái nguy cơ về về sinh em bé không, thì tất cả nghiên cứu thế giới giờ họ điều trị iốt mốt là một phương pháp được chấp nhận, và họ cũng chưa có y văn nào để giải thích rằng điều trị iốt mốt nó có thể di chuyển sang con hoặc là nó có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Mà ý bạn hỏi đây là về cái chức năng sinh lý về 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 để có con hay không thì nó không ảnh hưởng. Tuy nhiên là tất cả khuyến cáo đều đưa ra rằng là bạn nên có con sau khi chấm dứt điều trị iốt mốt sau từ 6 đến 12 tháng.